lục được vài con bật lửa độc đáo. Loài hoài từ nãy đến giờ chưa biết cách đánh lửa nên như thế nào. Đấy, con này thì bằng đồng, bằng đồng mà được khắc họa tiết rồng. Đánh lửa không biết đánh lửa như thế nào, phải sử dụng xăng của Zippo. Đánh lửa khó quá, hay là một cái cơ chế gì rất là đặc biệt mà mình cầm vào không thể biết được. Anh ơi, con này đánh lửa gì nhỉ? Con này đánh lửa đơn giản lắm, mình chỉ cần kéo cái gạt xuống rất sâu, sau đó thả ra một cách dứt khoát. Sao em kéo xuống ở nhà ra nó không lên được? Mình kéo ở khoảng nửa này thì không thể nào lên được, nhưng mà kéo rất sâu nó sẽ lên. À, nó phải có cái mẹo đúng không? Con này giá bao nhiêu nhỉ? Thấy trong kho thì còn ít. Con này giá 400.000. 400 á? Đây các anh này, nhìn đẹp thế này mà chỉ có 400 thôi. Hiện tại em có 4 chiếc. À, 4 chiếc và mỗi chiếc này chỉ có 10 chiếc thôi. Mỗi mẫu màu này chỉ có 10 chiếc thôi. Và đặc biệt trong cái tháng để tạm biệt cái tháng cô hồn này thì dành cho 10 anh để lại số điện thoại nhanh nhất sẽ mua được với cái mức giá là 300.000. Đó, đây. Em biết cách đánh lửa rồi. Kéo xuống như này và nhả ra. Các anh kéo hoặc là bấm nó không thể nào lên lửa nhá. Đấy là cái mẹo khi dùng chiếc bật lửa này. Đó. Giá 400. Trong tháng này và các anh mua trong video này sẽ được giảm giá chỉ còn 300.000, miễn phí ship. Ở đây có 4 màu nhá. Đó, anh nào thích màu nào thì inbox em.